Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Luis, đến từ phòng truyền thông công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà do Kisato thiết kế và thi công trong thời gian vừa qua, thì hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng mái Thái do công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Nguyễn Minh Thái, có địa chỉ tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên các bạn nhé. Để giới thiệu với quý vị và các bạn qua khuôn viên đất của gia đình nhà bác, sau khi về chúng tôi đo đạc khảo sát thì ghi nhận được cái khuôn viên đất gia đình nhà bác, và cộng với những ý tưởng mong muốn của gia đình, chúng tôi đã thiết kế lên căn nhà và định vị căn nhà hiện tại vị trí các bạn thấy đây. Đấy. Thì căn nhà được thiết kế lệch về phía bên tay phải này, hết đất nhé, và trở lại một cái lối đi nhỏ ở phía bên tay trái để đi xuống cái không gian bếp cũng như là một cái nhà vệ sinh nhỏ phía bên dưới các bạn ạ. Về tổng quan hình khối ngôi nhà các bạn thấy đây, căn nhà thiết kế theo hình dáng dạng chữ L các bạn nhé. Đấy, phía trở lại phía sân bên này, điểm thụt của chữ L, chúng ta sẽ có một không gian đi vào sảnh chính và phía sau, phía bếp sau nhà của cái cửa phụ phía bếp. Còn bên này thì chúng ta sẽ có một cái không gian của phòng khách, không gian của thang cũng như một cái phòng ngủ phía sau. Bên này là bếp và vệ sinh các bạn nhé. Về màu sơn chủ đạo như các bạn thấy đây, sử dụng màu vàng nhạt các bạn nhé, kết hợp với một vài vị trí màu nâu để tạo cái điểm nhấn ở những cái vị trí phào chỉ cũng như chi tiết chỉ lõm các bạn nhé. Rồi. Với cái hệ mái Thái, ngói là ngói sử dụng màu xanh ghi này, loại ngói là loại romatic, cũng là do đơn vị chúng tôi thi công chọn gói cái phần hạng mục mái này các bạn nhé. Toàn bộ cái hệ kèo là sử dụng kèo thép siêu nhẹ hết các bạn nhé. Căn nhà này thì chúng tôi đặc biệt chú ý những cái hạng mục lấy sáng rất nhiều, vì cũng là cái theo cái mong muốn yêu cầu của gia chủ, muốn không gian làm sao mà lấy sáng nhiều nhất vào nhà. Như các bạn thấy đây, thì toàn bộ các hệ cửa sổ chúng tôi đều sử dụng hệ cửa là cửa nhôm hệ hết nha các bạn nhé. Cửa với pano kính rộng thoáng. Thì cái phần cửa này là toàn bộ là cửa nhôm sinh pha, là cũng là do đơn vị chúng tôi thi công chọn gói cái hạng mục cửa này các bạn nhé. Tiếp theo thì mà các bạn sẽ đi vào đây, chúng ta sẽ quan sát cái phần sảnh chính nha các bạn nhé. Đấy, bước lên từ sân lên sảnh chính thì chúng ta sẽ có 3 bậc. Đấy, thì cái phía bên này thì do cái diện tích khuôn viên đất nó không quá rộng rãi nên chúng tôi tính toán thiết kế cái sảnh nó vừa đủ, vừa phải để hợp lý với cái hình khối của ngôi nhà, và cũng chừa lại khoảng sân nhất định cho gia đình sử dụng. Rồi. Cột thì chúng tôi thiết kế một cột sảnh như các bạn thấy đây, cột sảnh này. Ở phía bên này thì chốn cột này, đấy, chúng ta sẽ gác vào dầm vào tường. Rồi. Phía trên là một cái ban công của cái phòng thờ các bạn nhé. Đấy. Trên ban công chúng tôi cũng đưa cột lên, thiết kế thêm hệ ram bê tông, sau này lắp một cái mái kính vào đấy. Còn phía dưới này là một cái khuôn viên để chúng ta sẽ đi vào cái khu vực bếp, một cửa phụ đi vào bếp và một cái lối đi ra phía sau, và gia chủ có thiết kế và thêm một cái nhà vệ sinh ở phía ngoài nữa, cũng như một cái sân ướt nữa. Đấy, thì các bạn thấy đây, chúng tôi giặt thêm 2 bậc nữa, cái vị trí này nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, tạo cái không gian lưu thoát nước nó trong cái quá trình sử dụng mưa gió các bạn nhé. Rồi. Ngay sau đây thì mời các bạn sẽ cùng chúng tôi đi vào không gian nội thất các bạn nhé. Bước lên 3 bậc chúng ta sẽ lên không gian sảnh chính và qua một cửa gỗ hai cánh các bạn nhé. Thì đây toàn bộ bậc các bạn thấy đây, toàn sử dụng phương pháp là lát đá hết này. Có chiếu ở giữa, có gạch, có đá đối lập màu khác màu ở chính giữa, tạo điểm nhấn sự sang trọng cho cái sảnh. Rồi, cửa khi chúng ta bước vào cửa gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Rồi. Ở vị trí sảnh chính bước vào chúng ta sẽ có đến với không gian phòng khách với diện tích là 23,2 m² các bạn nhé. Trần thì thiết kế trần thạch cao này, nền thì lát gạch quy cách là 80x80. Đấy, các bạn thấy đây, chúng tôi thợ mở rất là nhiều cửa sổ. Phía trước là một cửa sổ lấy sáng này, hai bên nữa, bên kia một cửa sổ, kia một cửa sổ, ở đây một cửa sổ các bạn nhé. Toàn bộ cửa sổ nhôm hệ do Kisato thiết kế, là do Kisako thiết kế và thi công chọn gói hết các bạn nhé. Rồi, trần thạch cao này. Tường phía trong nhà chúng tôi sử dụng màu sơn là màu trắng các bạn nhé, màu trắng. Rồi. Tiếp theo ở không gian phòng khách này, đi xuống chúng ta sẽ có một cái không gian qua một cánh cửa đây. Cửa này để ngăn cách giữa phòng khách phòng bếp các bạn nhé. Đấy. Dưới này thì rẽ bên dưới trái là chúng ta sẽ rẽ phải chúng ta sẽ có cái không gian này, thang bước lên tầng 2, đây là vị trí bếp này. Đấy, sau này chúng ta sẽ đặt các vị trí nấu nướng ở vị trí này các bạn nhé. Đấy, thì toàn bộ cái phần lát nền thì cũng lát chung với cái gạch như phòng khách thôi. Đấy, các bạn để ý thêm này,
những mảng tường ở phía tủ bếp cũng như là bếp chúng tôi sử dụng gạch ốp, phương pháp là ốp gạch ceramic hết các bạn nhé. Thì cách hiện tại đều là 300 nhân với 600 này. Vị trí này chúng ta sẽ có một cửa phụ đi ra các bạn nhé. Đấy thì sau này thì gia đình có giết mổ hoặc là rửa ráy rau cỏ từ phía ngoài này, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái sân ướt phía này đi vào đây nấu nướng ở trong này. Khu vực đặt bàn ăn ở đây này, còn đây là cái cửa sổ mở ra này. Đấy, thì khi mà chúng ta ngồi ăn ở không gian này quan sát được hết toàn bộ không gian ngoài cổng đấy nhé. Khu vực bếp ăn này có diện tích là 16,2 m² các bạn nhé. Rồi từ khu vực bếp này chúng ta đi vào đây là có một cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà bác là 12,9 m² các bạn nhé. Đây, cửa sổ lấy sáng ở vị trí này. Đây là trần, thiết kế trần dạng cao các bạn nhé. Nền quy cách gạch cũng như vậy. Đấy. Rồi ở phía cuối này thì chúng ta sẽ có một cái không gian là nhà vệ sinh chung. Đây đầy đủ nhé, hiện tại đang để đồ trong này, nó đang vướng không mở được cửa các bạn nhé. Ở đây khu vực vệ sinh chung của toàn bộ tầng 1. Khu vực vệ sinh này chúng ta sẽ có đó là 2,45 m² các bạn nhé, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra thì đây các bạn thấy đây, vị trí này chúng tôi mở thêm một cánh cửa sổ mở hất ra ngoài các bạn nhé, để lấy gió lưu thông vào trong nhà. Còn nó cũng lấy thêm cả ánh sáng nữa. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lên không gian tầng 2. Đấy thì cái không gian này là cái không gian của thang này, kết hợp sau này gia đình sẽ để đồ, cái đồ đạc của gia đình sẽ để đây, ở khu vực thiết kế tủ điện các thứ trong này. Rồi. Đây là vị trí thang lên này. Thang các bạn thấy này, tay vịn bằng gỗ này, bậc thì bằng đá. Đấy, màu cổ bậc màu trắng này. Rất là nổi bật, rất là đẹp. Đấy, xung quanh thì cũng thiết kế thêm những cái dạng là phao chỉ của đá đây. Đấy. Vị trí này chúng tôi thiết kế thêm hai cái cửa mở hở mở hất đây các bạn thấy đây. Cửa sổ mở hất nhôm hệ sinh pha Quảng Đông chính hãng các bạn nhé. Đây, khi mà mở ra gió lùa vào cực kỳ thoáng. Trên này thiết kế thêm một cái vách kính nữa, rất là sáng các bạn nhé, sáng cho cái không gian sử dụng của thang. Ban ngày chúng ta không cần thiết phải bật điện. Rồi. Khi mà lên trên nhịp thang thì chúng ta rẽ bên tay phải, chúng ta sẽ có một cái phòng thờ. Khi mà chúng tôi về khảo sát ấy, bác yêu cầu làm cho bác một phòng thờ rộng, đặt hai ban thờ, ở bên này một cái ban thờ và bên này một ban thờ nữa. Đấy, thì là chúng tôi thiết kế phòng thờ khá là rộng như này. Các bạn thấy đây. Đấy thì cửa sổ cũng mở lấy sáng phía trước này. Ở bên này một cửa sổ nữa. Phòng thờ chúng tôi đang thiết kế cho bác đó là 23,18 m² các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì vị trí bên này có một cái cửa mở ra ban công phía trước đây, các bạn thấy đây. Đấy, rất là thoáng nhé. Đó, cửa nhôm hệ sinh pha Quảng Đông chính hãng này. Đấy, đây phía ban can phía trước của phòng thờ. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống phía dưới bên này. Dưới này chúng ta rẽ phải thì có một cái phòng ngủ tiếp theo các bạn nhé. Phòng ngủ này là 12,9 m² các bạn nhé. Trần cũng là trần này cao này. Cửa sổ lấy sáng này, lấy gió này. Phía bên này là cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ khép kín các bạn nhé. Phòng ngủ này là 15,7 m². Đây, cửa sổ lấy sáng nhìn ra phía trước. Trần thạch cao này. Đây là cái vệ sinh khép kín của phòng ngủ này. Vệ sinh này là 2,9 m² các bạn nhé. Cũng đầy đủ tiện nghi cho một cái phòng khép kín khá là hợp lý. Đi về phía cuối hành lang này, chúng ta sẽ có một cái vệ sinh chung. Vệ sinh chung cho toàn bộ tầng 2 các bạn nhé. Đấy. Toàn bộ hệ cửa các thứ đều cửa nhôm hệ sinh pha Quảng Đông hết này. Rồi phía bên này các bạn để ý này, mở thêm cái cửa sổ giống như ra dưới tầng 1, ta mở ra lấy sáng lấy gió rồi vào căn nhà lúc nào nó cũng cảm giác thông thoáng các bạn nhé. Ngoài ra các bạn để ý thêm phần trên này, tôi thiết kế thêm những cái lỗ thang máy, các bạn thấy trên này để khi mà chúng ta trong cái quá trình sử dụng chúng ta cần thiết lên để kiểm tra cũng như là bảo trì các cái thiết bị điện nước các bạn nhé. Và vừa rồi thì các bạn đã cùng tôi tham quan qua cái công năng sử dụng cũng như cái phần kiến trúc ngoại thất của căn nhà 2 tầng mái Thái trên một khuôn viên đất cũng tương đối là hẹp. Đấy. Với công năng sử dụng tầng 1 là một phòng khách này, một phòng ngủ, một vệ sinh chung, một khu bếp ăn và một cái vệ sinh ở phía ngoài nữa. Trên tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một phòng thờ khá là rộng, một khu vệ sinh chung.
Đấy, nếu như các bạn thích cũng như là quan tâm đến những cái mẫu nhà này, hoặc là có những cái lô đất nó hẹp tương tự, cảm thấy khó khăn trong quá trình xây dựng, thì liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video chia sẻ nhà tiếp theo.